Kinh Sang Bắc miền quê chào các bạn nha. Nay mình đi gài bẫy mình bẹp tiếp thôi à. Mình gãi xong rồi nè. Cái bẫy bắt mồi của mình hiệu quả lắm nè, cho nên giờ mình đổi địa điểm này, các bạn thấy trong khu rừng nè. Vườn tràm âm mưu này thấy có lý đó các bạn. Đây thấy có mình bẹp ra bây giờ mình gài cái chỗ này. Đó. Gài xong rồi. À, giờ cũng sáng sớm rồi, gài tới xế trưa mình thăm coi kết quả như thế nào. Các bạn đồng hành cùng mình nha. Hẹn lại các bạn trong cái clip đi thăm bẫy trưa nay. Rồi chào các bạn nha. Giờ đi thăm bẫy mình bẹp thôi các bạn ơi. Cái bẫy kẹp của mình hiệu quả lắm nha. Hôm nay không biết sao hôm nay mình đổi địa điểm. Giờ đi thăm thôi. Đó, mình thấy cái khu rừng tràm này cũng im quá. Đổi địa điểm thì sáng mình gài giờ dắt xế trưa rồi. Giờ đi thăm các bạn. Coi thành quả như thế nào. Giờ đi thăm thôi. Địa điểm này thấy cũng im quá các bạn. Rồi vô rừng thăm thôi. Đi chín rồi bạn. Chín rồi bạn ơi. Đó. Con này dính dính giò các bạn. Giờ mình vô mình bắt nó ra thôi các bạn ơi. Vô bắt mình đẹp ra thôi các bạn. Chịu vô nữa trời ơi. Bắt được mềm bẹp nữa rồi. Rồi chào các bạn nha. Mình dời cái bẫy chỗ khác thôi bạn. Chỗ này dính rồi hết rồi. Quá yên bạn. Bẫy này hiệu quả tuyệt đối luôn nha.